Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast Thought Show trên kênh Việt Success. Quý vị và các bạn thân mến, uh, từ khóa bản ngã uh, là một cái từ mà được nhắc tới rất nhiều khi mà chúng ta đề cập tới các triết gia ở Đông Tây Kim Cổ, uh, ví dụ như là Aristotle chẳng hạn. Um, bản ngã thì uh, có một số người cho rằng là uh, để trở thành một nghệ sĩ lớn thì họ cần có một cái bản ngã cái bản lĩnh lớn, nhưng mà có một số người thì lại nói rằng là uh, khi mà bạn tỉnh thức, khi mà bạn đạt tới những cái trạng thái hạnh phúc của cuộc đời thì cái bản ngã đó nó không có cần thiết nữa. Um, trên Google Trend thì hôm vừa rồi trường cũng có tham khảo thì thấy rằng là trong 5 năm vừa qua các cái uh, từ khóa này kể cả tiếng Việt hay là tiếng Anh uh, đều được tìm kiếm rất là nhiều và nhiều hơn những cái giai đoạn trước đó. Uh, điều này nó phản ánh rằng là uh, cái sự quan tâm về bản ngã cũng như là các cái vấn đề liên quan nó thực sự đang là một cái điều gì đó mà xã hội đang tìm kiếm chính vì vậy mà hôm nay trường rất là vui khi mà được mời đến đây tiến sĩ dương ngọc dũng chính là người mà sẽ cùng với trường trao đổi thảo luận và nói sâu sắc hơn về bản ngã cũng như là những ứng dụng của nó trong phát triển nhân cách con người Uh, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng thì hiện tại đang là giám đốc của uh, giám đốc chương trình triết học tại Đại học sen và trước đó thì uh, thầy Dũng uh, đã tốt nghiệp trường Đại học uh, Harvard ngành Đông phương học cũng như là làm tiến sĩ tại Đại học Boston ngành tôn giáo học với kiến thức uh, uyên thâm của thầy trong lĩnh vực triết uh, học, uh, tôn giáo học cũng như là Đông phương học thì uh, uh, trường uh, mong rằng là buổi trao đổi ngày hôm nay uh, sẽ đem lại nhiều giá trị cũng như là tính ứng dụng của nó uh, cho các quý vị khán giả. Uh, xin được chào thầy Dũng. Cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình podcast Talk Show ngày hôm nay. Ừ, rồi, cảm ơn trường và cảm ơn chương trình đã có nhà ý mời. Uh, xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Vâng ạ. Vậy thì uh, trước đây thì em cũng đã có một cái cuộc trò chuyện với thầy cách đây khoảng 2 3 năm về cái tính gọi là tính nhất nguyên của uh, của vũ trụ và cái cuộc hội thoại đó nó dừng lại bởi vì là mình không có nhiều thời gian à, thế nhưng mà hôm nay thì lại được ngồi đây với thầy một lần nữa thì em à, rất là vui khi mà được à, trao đổi với thầy sâu sắc hơn về một cái chủ đề mà em nghĩ rằng là nhiều người cũng quan tâm à, đó là bản ngã và cái ứng dụng của nó đặc biệt là trong phát triển cái nhân cách của con người à, theo như em hiểu thì cái bản ngã đó là cái hình ảnh về bản thân mà mình nghĩ rằng mình là nó ví dụ như là cái tên của mình, nơi mình sinh ra, mình có giỏi toán không, vân vân và vân. Như thế nó đã đủ chưa? Thầy theo thầy thì nó còn những cái khía cạnh nào của bạn ngã mà thầy có thể bổ sung không? Cái cái mình gọi cái đó mình gọi cái đó là trong tiếng Anh nó gọi đó là self image đó là hình ảnh của mình về chính mình và thông thường cái hình ảnh của mình về chính mình là, là nó sai lạc. Tại chúng ta thường có cái sự huyễn hoặc, ta tự cho mình có những khả năng này hoặc khả năng khác chúng hạn chúng ta nghĩ rằng mình thông minh hơn người khác chúng ta nghĩ rằng mình giỏi giang người khác và nếu mình có khuyết điểm nào đó thì những khuyết điểm nó rất là rất là ít nó mang tính hạn chế thôi nó không có nhiều nếu nếu dùng không dân được triết học nó gọi đó là cái ngã thường nghiệm cái ngã thường nghiệm cái, cái empirical self còn cái chữ ngã đó hay còn gọi là cái tôi đó tiếng pháp gọi là hồi xưa gọi là lơ moa đó cái tôi này đó thì tiếng anh nó gọi là self thì cái chữ cái tôi này nó nó mang một cái cái ý nghĩa mà nó khác tùy theo chúng ta ở một cái vị trí triết học nào đó hay chúng ta thuộc về một cái truyền thống tôn giáo nào đó thí dụ như truyền thống tôn giáo là phật giáo mà họ phủ nhận hoàn toàn họ phủ nhận hoàn toàn nó không có ngã đó. còn cái truyền thống mà của thiên chúa giáo thì thay vì họ dùng giữ ngã họ dùng giữ linh hồn họ cho rằng là cái linh hồn đó nó, nó bất tử và cái thể xác của chúng ta trở về cát bụi nên khi mà chúng ta thảo luận vấn đề này đó để tránh bớt những cái sự ngộ nhận ngay từ ban đầu chúng ta phải, phải 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 xác định được là là cái chúng ta đang đứng ở một cái truyền thống triết học nào hay ở một truyền thống đạo học hay là tôn giáo nào đó để chúng ta chúng ta xác định về nó còn những cái cái cách nói thông thường mà hiện nay đó nó diễn tả một cái gì đó mình gọi là cái tôi thường nghiệm cái tôi trong cái kinh nghiệm đời thường thì mình cảm nhận rằng mình có một cái tôi một cái gì đó nó mang tính thống nhất đó thí dụ như trong những cái câu chuyện mình thường kể cho người khác nghe là một câu chuyện mang tính thống nhất là hồi nhỏ tôi học và giỏi lắm à, tôi sống ở dưới quê tôi thường đi bơi đá banh và tôi quen một cô bạn gái ở trong xóm và khi lớn lên tôi vào trường trung học là họ, họ kể lại một câu chuyện có đầu có đuôi là như thể là họ có một cái một cái tôi nào đó nó tồn tại qua thời gian và nó mang tính bền vững nó đó là một ảo giác nhưng mà cái tôi đấy nó có như thầy hồi nãy thầy nói là nó người ta huyễn hoặc về nó À, nó chưa chắc là đúng thì thì nó có 100% như vậy không bởi vì à, ví dụ như là một người nào đó họ thực sự họ hiểu về bản thân này, họ tự nhận thức về bản thân, họ không cho rằng là mình giỏi hơn người khác, họ vẫn nghĩ rằng mình có những cái khuyết điểm này kia rồi à, một cách rất là trung thực về bản thân như vậy thì thì liệu cái đó nó có phải là cái trái ngược với cái thầy vừa nói không? Nó nó không nó nó không phải là trái ngược các bạn. Ngay một người mà nhận mình là nhiều khuyết điểm thì cũng không khác, <laughs> nó cũng tức là tức là muốn giống như một giống như cái bàn tay mình lọc qua bên nào thì nó cũng là bàn tay của mình mà thôi nên nên cái việc mà mình hiểu về mình là một con người thế nào đó thì phần lớn là sự huyễn hoạt cho nên cái một trong những cái 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 đỉnh cao của triết học là cái sự thức nhận về bản thân mình không phải là không không phải là những hình ảnh huyễn hoạt cho dù hình ảnh đó là hình ảnh tốt hay là hình ảnh tiêu cực thì hình ảnh nó cũng không đúng khi mà mình có một cái hình ảnh về mình thì đó đã là huyễn hoặc Huyễn hoạt rồi tại vì logic đó là cái tôi thường nghiệm cái tôi đó được cấu thành bởi những yếu tố là văn hóa và giáo dục gia đình và xã hội xung quanh nó đặt cho mình ví dụ bây giờ đó ngồi trước mặt mình đi là 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 trường là một chàng trai rất là dễ mến nhưng nếu mà sau này trường là tổng thống của bắc triều tiên thì chắc không dễ mến được như vậy nhiều lý do nào đó mà kim jong un nó mời trường qua làm tổng thống kế vị chẳng hạn thì chắc chắn là nhiều năm sau gặp lại trường thì chắc trường không có còn được khiêm tốn và dễ mến như ngày hôm nay tại lúc đó là trường sẽ có một cái tôi khác hoàn toàn những cái tôi thường nghiệm là cái tôi mà được cấu thành bởi cái yếu tố của đời sống bình thường cho nên bây giờ chúng ta nghèo thế này thì tôi rất là khiêm tốn Nhưng mà nếu sau này tôi có 1 tỷ đô la thì tôi sẽ không còn khiêm tốn như ngày hôm nay Và nếu tôi có 100 tỷ đô la tôi sẽ khác Và tôi sẽ nói năng khác hẳn như những kiểu đó ngày hôm nay Là bởi vì cái tôi thường nghiệm nó, nó được nó, nó biến đổi tùy theo cái hoàn cảnh mình đang sống Tùy theo cái địa vị mình đang nắm giữ, quyền lực mình đang có Cho nên cái nhiều người họ vẫn thường nói kiểu đó Họ nói là anh này thay đổi quá đi mất Hồi xưa ảnh rất là dễ thương, hồi dưới quê ảnh còn đi chơi, rồi cái bắt chim bắt cá với mình nha, đá banh mà bây giờ anh ta là hỗ trợ rất là rất là chảnh chảnh chọe và anh ta bởi vì anh ta là đã giàu có và đã trở con địa vị là thủ tướng hay là có những vị trí cao cấp khác trong xã hội và như vậy đó là là cái tôi đó cái tôi thường nghiệm là cái tôi nó biến đổi hầu hết các cái truyền thống mà truyền thống, mà truyền, thống mà truyền thống thần nghiệm á đó, đó là một truyền thống thần nghiệm đó, là mystic tradition á nhưng không họ cho rằng chúng ta có một cái bản ngã chân thực khác Đúng, không? bản chân thực là bản ngã này nó không bị biến đổi theo thời gian mà nó phản ánh cái tôi của chính mình và nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc đời là đi tìm cái đó tức là chân ngã đúng à, không? Chân à, chân ngã hay là hay là một cái bản ngã chân chính mà chúng ta nhiệm vụ mà khi mình phát hiện ra nó đó thì chúng ta mới có một cuộc sống đích thực cuộc sống đích thực nó nó không phải là một cuộc sống mà chúng ta bị biến đổi theo dòng đời những cái hoàn, cảnh ngoại vật xung quanh như là tiền bạc hay là địa vị hay quyền lực nó có thể biến đổi mình thì cái đó chỉ là cái tôi thôi cái tôi thường nghiệm nó chưa phải là cái tôi đích thực của mình ừ, vậy thì như em hiểu đó là chính là cái hình ảnh mình nhìn về phía mình uh -huh. à, sau một cái khoảng thời gian mình sinh sống và mình trải nghiệm cái cuộc sống này uh -huh. đúng không ạ? Và nó à, có tính thay đổi. Còn cái tôi chân chính đó là cái mà nó sẽ không có thay đổi. Đó là tùy theo các cái truyền thống tôn giáo và truyền thống đạo học á, họ cho là có một cái ví dụ ví ví dụ như ví dụ như là truyền thống của của Ấn Độ giáo là Hindu đó họ cho rằng một có một cái tôi chân chính gọi là cái Atman. Cái Atman này nó cái tiềm năng của nó phải kết hợp với một thực thể tối cao là Brahman và nếu không thì nó, nó mãi mãi ở trong một trạng thái tiềm năng và nó chúng ta cứ vậy cứ bị lăn trôi trong sự đau khổ và tiếp tục luân hồi còn nếu khi mà được kết hợp với cái thực thể tối cao tức là thiên chúa hay là thượng đế hay là whatever bất cứ cái tên nó muốn gọi là tên gì cũng được hết đó nhưng mà cái thực thể khi được kết hợp rồi đó thì chúng ta mới thật sự là hạnh phúc chúng ta mới thật sự là hóa giải những vấn đề chúng ta có trong cuộc sống khi mình tìm ra được cái tôi đích thực nhưng lưu ý nha đó là vẫn là những cái cái truyền thống tôn giáo đạo học hoặc là thần nghiệm hoặc là triết học họ, họ khẳng định như vậy còn nếu mà nói về một cái bằng chứng thực nghiệm theo kiểu khoa học thì ngay các khoa học ngay cả linh hồn họ cũng không chấp nhận mà đó, họ vẫn cho rằng cái mình gọi là cái tôi của mình đó đó là sự kết cấu đó là sự kiến tạo sự kiến tạo của văn hóa và xã hội tâm lý gia đình nó chứ chứ nó nó không có tồn tại một như là một thực thể khách quan tức là bản thân cái tôi cũng chính là một cái concept một đó cái concept, khái niệm một khái niệm mà, mà chính mình tự đặt ra và chính mình là do cái bối cảnh xung quanh bố mẹ mình nói hoặc là mình quen thuộc như vậy chẳng hạn như từ nhỏ tới lớn mà mà mình là diễn viên chẳng hạn thì mình rất là dễ dàng nghĩ rằng là mình sinh ra đời để nổi tiếng. Đó, do đó bất kỳ ai mà mà có vẻ như xem thường cái chuyện đó thì mình sẽ rất là tức giận. Tại mình cho là động chạm tới cái tôi của mình, là cái cái tôi nghệ sĩ của mình, tại mình là à, tôi là, là người nổi tiếng như vậy mà sao anh lại có thể xúc phạm tôi như vậy khi mà tỏ vẻ là coi thường cái danh cái danh tiếng đó. Rồi tổng thống nè hay là hay là chính trị gia nè, hoặc là giáo sư giảng viên họ làm cái nghề đó lâu quá thì họ tưởng là họ sinh ra đời để làm giảng viên nên họ cho là cái tôi của họ là một cái tôi giảng viên cái tôi thầy giáo trong khi họ không ý thức được rằng là cái tôi đó cũng do cái cái cuộc sống đẩy đưa rồi nó kiến tạo thành mà thôi chứ không có một cái tôi thực sự nào nằm nằm tất cả đằng sau những cái quá trình đó không. Nó không hề tồn tại một cái đó thì vừa nói tới cái ý là cuộc sống đẩy đưa nó sẽ khiến cho cái tôi nó cũng sẽ uh, uh -huh. uh, uốn éo uh -huh. nó thay đổi nó điều chỉnh theo uh. Uh -huh. thì em lại nhớ tới một cái câu của ông aristotle ông có nói là uh, chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm uh. Uh -huh. thì uh, tức là cái việc mà chúng ta làm thường xuyên nó nó sẽ thành thói quen đúng không sau đó nó sẽ uh, thành tính cách nó hình thành con người của uh -huh. chúng ta thì, thì điều đó nó cũng có nghĩa rằng là À, chúng ta thay đổi những thói quen thay đổi những gì mình làm thì chúng ta đang thay đổi cái tôi của mình à, vậy thì nếu như mà bây giờ em nói rằng là mình thay đổi theo cái hướng tốt hơn mình trở thành một người tốt hơn là cái tôi của mình là cái tôi tốt à hay là như thế nào đầu tiên á cái cái quan điểm về cái lý thuyết của của aristotle đó, về về đạo đức học á ông ta cho rằng là cái mục đích á của nhân sinh cuộc sống của con người đó là phải đạt được hạnh phúc trong tiếng là gọi là cái cái eudaimonia cái chữ mà Yudamonia mà phương Tây nó thường dịch là là happiness, trong tiếng Pháp gọi là bon vân vân. Chúng ta hiểu là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta đi vào cái ngữ nguyên Hy Lạp đó thì chữ Euramonia nó có nghĩa là nghĩa là một sự phát triển trọn vẹn cái con người mình. Tức là ý muốn nói là khi chúng ta phát triển trọn vẹn con người chúng ta thì ta đạt tới cái cứu cánh cuối cùng của chúng ta là đạt được cái hạnh phúc đó. Cái việc khôn ngoan chúng ta luôn luôn nằm ở giữa hai cái thái cực nào đó. Chúng ta nếu mà mình tằn tiện quá thì mình sẽ sống một cuộc đời cũng chả ra gì nhưng mình hoang phí quá thì cuộc đời mình cuối cùng cũng kết thúc cũng trong cái sự khổ sở mà đói nghèo mà thôi như vậy là cái thái độ khôn ngoan là thái độ chọn giữa hai cái thái cực này đó. thành ra cái tiếng anh gọi là golden mean tức là một cái một cái điểm trung dung một cái gì đó nó 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 trung hòa giống như đạo phật gọi là trung đạo giữa hai cái thái cực đó đó thì một người đức hạnh là một người luôn luôn là biết cân nhắc những cái thái cực đó mà không xa vào những cái thái độ cực đoan đó thì một con người như vậy sẽ được hạnh phúc đó tức là tức là tức Aristotle để phát triển toàn bộ cái bản ngã của mình cái bản thân của mình á thì chúng ta phải có đức hạnh mà đức hạnh nó dựa trên sự nhận thức cái tiềm năng con người đó luôn luôn là có rất nhiều khả năng để phát triển mà khi mà phát triển trọn vẹn nó mình mới đạt tới cái cuối cùng đó là phát triển trọn vẹn nó thì mình mới là hạnh phúc mà con đường dẫn hạnh phúc là con đường của đức hạnh mà muốn dẫn đến đức hạnh thì chúng ta phải có nhận thức đúng đắn tức là triết học nói chung là phải có triết học thì chúng ta mới có hạnh phúc tại trước học giúp ta nhận thức đúng đắn là đâu là thái cực a và đâu là thái cực b và chúng ta chọn một đi một con đường nó linh động ở ở giữa thông qua một cái sự khôn ngoan thận trọng mà ông ta gọi là pronesis nói tới cái thái cực thì em mới thấy là ở trong tiếng anh ví dụ người ta hay dùng từ egoistic hay là egocentric những người ích kỷ những người chỉ nghĩ cho riêng mình tức là riêng bản thân cái từ mà gắn với cái từ ego nó đã À, hay là cái tôi nó đã là tiêu cực rồi á. Ừ. Nhưng mà cá nhân em thì lại thấy rằng là nó cũng không hẳn như vậy. Bởi vì như hồi nãy thầy có trình bày đó, đó là uh, cái tôi là cái hình ảnh mà mình nhìn về phía mình. Nhưng nếu như mà mình uh, là một người tốt, mình là một người giúp đỡ những người khác, mình uh, muốn sống cuộc sống này có ý nghĩa thì rõ ràng là cái tôi đấy nó cũng không phải là xấu, đúng không? Nhưng mà thầy có thấy nó lạ không khi mà người ta uh, khi mà người ta gắn cho cái điều gì đó? là có một cái tôi và trong đó thì tự nhiên là nó tiêu cực. Chúng ta phải phải phân biệt ở giữa, giữa giữa hai vấn đề ở đây. Cái vấn đề thứ nhất á, là cái nó mang tính thực thể. Nó ta đứng nó đứng từ góc độ là siêu hình học và bản thể luận á, là chúng ta phải trả lời câu hỏi là liệu rằng cái tôi nó có tồn tại thật sự hay không hay nó là ảo giác của chính mình đó là vấn đề về thực thể học vấn đề là thẩm bản thể luận vấn đề mình ta đang bàn cái yếu tố yếu tố bản thể luận của nó là cái sự vật đối có thực sự tồn tại hay không hay chúng ta đang nói về một thứ mà nó không tồn tại thì tất cả lời nói của ta là nó trống rỗng còn cái thứ hai là cái giá trị và hiệu quả tâm lý của khái niệm nó đối với con người bất kể nó là có thật hay không thì đó là cái cái hiệu ứng tâm lý của một cái khái niệm ví dụ như là cái khoa cái khoa tâm lý học tích cực của phương tây đó thì họ họ chủ trương rằng là nếu bạn phải chọn lựa giữa hai hình ảnh và giá trị của chúng là ngang nhau tại sao chúng ta không chọn hình ảnh tích cực đó, cho nên để thay đổi bản thân của mình, thay đổi cuộc sống của mình chúng ta phải thay đổi quan niệm về chính mình cái đã. bất kể chúng ta không bàn chuyện là cái thái niệm đó nó có thực sự tồn tại hay không như là nhưng nếu nó có tác động cho chúng ta thì là nó nó quan trọng nếu có tác động của chúng ta. thành ra khi mình thay đổi bản thân, các cái nhà tâm học thường nói là chúng ta phải thay đổi trước. hết đầu tiên là quan niệm về bản thân mình cái đã. Đó, và có nhiều cách khác nhau. ví dụ nếu bạn coi cái bộ phim rất là hay bộ phim mà của uh, Liam Neeson đó, bước đi giữa các hàng bi mộ đó walking the tombstones. bước đi giữa cái hàng bia mộ thì trong đó là một cái nhân viên cảnh sát ông này là là rượu chè bé bét thành là nghiện rượu nghiện rượu ngộ độc rượu nặng luôn gọi là, là là, là alcoholic luôn ông ta đã vì rượu mà ông ta bắn bắn chết là một đứa trẻ trong khi lúc mà nhắm bắn ông ta một tay thì sợ nhắm bắn người bắn nhầm vô đứa trẻ tại do tay nó rung á uống rượu quá tay luôn rung này, thì ông ta hối hận và bị đuổi trục xuất khỏi ngành ông ta trở thành một loại trinh thám tư làm tư vấn thôi chứ không còn được trong ngành cảnh sát nữa thì ông ta phải tham gia một cái nhóm điều trị Nhóm điều là một cái nhóm theo kiểu một group therapy. Nó có gồm nhiều người ngồi lại với nhau và ai ấy chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. đó Thì trong đó anh ta học được một bài học rất là sâu sắc là có 12 bước để thay đổi bản thân. Thì cái bước đầu tiên, bước quan trọng nhất là chúng ta phải thừa nhận là chúng ta là một, một con người hoàn toàn là không hoàn hảo. Và chúng ta không thể làm chủ cuộc sống của mình được. Bước đầu tiên phải thừa nhận điều đó. đó. Và khi chúng ta thừa nhận điều đó xong thì cái bước kế tiếp thứ hai là người ta giao phó cuộc đời mình cho một đấng tối cao chúng ta biết rằng chúng ta không đủ sức để mà chúng ta mà cai rượu được chúng ta phải thú nhận điều đó phải thú nhận đầu tiên là chúng ta tôi không thể nào có thể thể cai rượu được tôi là một kẻ nghiện nặng tôi là một kẻ bước đi tôi là một kẻ không ra gì cuộc đời tôi là bước đi vì tôi làm thằng nghiện rượu chúng ta phải thú nhận chính mình điều đó trước Mấy bước đi cái bước thứ hai nó có khiên cưỡng không ạ khi mà mình phải đúng phó không, thác cuộc đời trong không, một đấng tối cao là, như tôi vừa nói là chúng ta không không nên lẫn lộn cái giá trị tâm lý của sự điều trị và giá trị thực thể của một đấng tối cao nào đó. Thí dụ như một người mà họ không có theo tôn giáo, họ là một người vô thần, họ nói là tôi không chấp nhận là tôi đâu có tin vào đấng tối cao, tôi đâu phải đạo thiên chúa hay là hay hay là tôi không có đạo đâu mà tôi chấp nhận cái đó. Thì nếu vậy thì bạn không cần qua bước thứ hai nữa. Đó, cái điều trị nó nó, nó dựa trên nó dựa trên một cái giả định rằng là chúng ta cần chỉ cần là chúng ta surrender, chúng ta không có cố thủ với cái bản ngã cổ xưa của mình mà chúng ta phứt bỏ cái bản ngã xuống dòng sông để thay thế bằng bản ngã mới thì đấng tối cao sẽ thay thế một cái bản ngã vào trong chúng ta, ngài sẽ rót ánh sáng vào, vào trong chúng ta. Bởi chúng ta đã từ bỏ cái vai trò đó rồi. Từ bỏ rằng một cái bản ngã của người phương Tây họ cho rằng họ có làm chủ được cuộc sống, họ cho rằng họ có làm chủ được số phận của họ. Thì ít thôi, anh không làm chủ được đâu, nếu anh làm chủ được anh đâu có nghiện rượu như thế này. Cho nên hãy từ bỏ cái khát vọng làm chủ bản thân theo cái cách như vậy để cho một cái sức mạnh huyền bí nào nó đến với chúng ta, nó chiếm lĩnh chúng ta và nó hướng dẫn chúng ta về con đường chánh đạo chứ mình không thể tự chủ được nữa cho nên đó là đó là một quan niệm theo cái kiểu là xóa bỏ cái cái bản ngã luôn xóa bỏ cái bản ngã cũ cái tôi cũ của mình cái tôi nghiện rượu của mình đó, phải vứt theo dưới một dòng sông quên lãng và một sức mạnh huyền bí khác sẽ đến và chiếm ngự trong lòng của chúng ta tức là không cho rằng là mình có khả năng kiểm soát cuộc sống của mình nữa là... mà phải sợ như thầy nói là surrender tức là surrender. đầu là hàng bảo, khó thác gì bà khó thác cho nó thì, thì 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 cho nên cái 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 liệu pháp điều trị đó nó giả định rằng là chúng ta phải thực hiện bước đầu tiên một cách hoàn toàn ở đó rồi mới qua bước thứ hai. Rồi bước thứ hai rồi mới qua bước thứ ba và bước thứ tư thì chúng ta mới dần khôi phục lại cái bản ngã mới, tức là không cần biết là cái khái niệm là... về God về thượng đế nó thật hay không, không, cần, không chỉ cả. cần biết rằng là nó có một cái hiệu ứng tâm lý có giá trị với mình. mình. Quay trở lại cái um, vấn đề về bản ngã thì như thầy nói là một trong hai cái câu hỏi quan trọng đó là liệu rằng là cái bản ngã nó có thật hay không thì không cần biết nó có thật hay không chỉ cần biết là nó có những cái hiệu ứng tâm lý tác động yeah. rất là khác nhau đối với mỗi người khác nhau nhưng mà quan điểm cá nhân của thầy thì sao? thầy nghĩ rằng là nó có thật hay không? Mọt quan điểm mình mới nghĩ rằng đó là một cái yếu tố mang cái tính fiction đó là một cái bản ngã là một sự hư cấu nó là một cái sự kiến tạo nó là một construction một cái hư cấu của chúng ta mà thôi. Thật ra mỗi nền văn hóa nó có một kiểu hư cấu riêng đó thí dụ như truyền thống văn minh phương tây đó mình 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 tạm bỏ ra là cái sự phát triển của tình hình phương tây từ Hy lạp cho đến thế kỷ 18 là thời kỳ khai minh thời kỳ khai minh đó là thế kỷ 18 khai minh trong tiếng tiếng pháp có thể kỳ gọi là cái một cái lo thời, thời đại của ánh sáng theo nghĩa là họ ý họ muốn nói rằng cái thời kỳ đi trước đó là một thời kỳ đen tối the dark ages những thế kỷ đen tối thì người dẫn đầu của phong trào này là Voltaire thì Volta với phong trào khai sáng khởi đi từ Pháp lan qua Đức và từ từ sau đó thì nó tạo một ảnh hưởng cực kỳ lớn trong lịch sử tư tưởng tư duy của người phương Tây đó tức là một cái con người được lý trí lý tính hướng dẫn đó thì tự mình giải thoát bản thân mà ra khỏi bóng đêm của thần học Trung Cổ thì lúc cái bản ngã của con người phương Tây mới được hình hoàn 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 thành lên là con người có thể tự tin rằng dùng cái lý trí sáng suốt thông minh của mình đó, để chế ngự thiên nhiên thông qua khoa học và dùng cái lý trí đó để, để để tự mình khai minh cho chính mình, tự mình thoát khỏi những cái bóng đêm của tu viện, một cuộc khải hoàng, một cuộc chiến thắng của lý tính của nhân loại, con người tự cho rằng mình có thể làm chủ được số phận của mình. Nhưng mà cái 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 khái niệm này bắt đầu nó dẫn đến những cái thời đại hiện đại đó, thì gặp khủng hoảng quá lớn là bởi vì cái lý tính cái lý tính nó đem lại sự phá hoại nhiều hơn là nó đem lại cái kết quả hạnh phúc cho con người bởi vì lý tính đó đã tạo ra khoa học kỹ thuật làm cho con người hoài nghi tất cả những giá trị thiêng liêng, các thần linh bị đuổi ra khỏi thế giới này không còn giá trị nữa. Nietzsche nói, Thượng Đế đã chết và chúng ta là những kẻ đào huyệt. Và một khi những giá trị thiêng liêng bị đuổi ra khỏi thế giới này thì con người lại rơi ra một cảnh hỗn loạn, một khủng hoảng, cuộc khủng hoảng lớn về tinh thần đang diễn ra trên khắp phạm vi trên khắp thế giới. Là bởi vì con người không còn tin cái gì thiêng liêng á, mọi người đối xử với nhau như là tiền. Rồi, hồi nãy họ nhắc cái chữ ego đó, ego centric là gì? Ego là cái tôi centric là trung tâm, lấy cái tôi làm trung tâm. Tức có nghĩa là gì? Cái câu đó là một câu hình như là câu như là một câu một câu thần chú hiện nay á là anh làm được gì cho tôi? Tôi là trung tâm mà anh làm được gì cho tôi không tại mọi giá trị khác thần thánh khác là nó đi ra khỏi thế giới nào rồi còn ngày xưa ta phải sợ sợ thiên chúa ta phải sợ ông trời chứ cũng như là trong trong các bộ phim trung quốc mình xem đó mà trời hại mày phải có niềm tin vào thiên vào trời thì người ta còn giữ được một cái luân lý nào đó tối thiểu cái gọi là cái lý tính đó, những cái hào quang của lý tính của thế kỷ 18 bắt đầu có được đó cái cái tôi của người phương tây cái sao được cấu tạo từ cái 18 bắt đầu tan vỡ dần của ấn dần nên phương tây giờ đi quay qua học Phật giáo <laughs> đi nghiên cứu Phật giáo, là Phật giáo nói vô ngã, Phật giáo nói đời là vô ngã không có cái ngã thật, cái là họ xoay qua họ, họ nghiên cứu Phật giáo, tại họ quá thất vọng với cái bản ngã người phương tây là bản ngã tự quyết à, à, tự cho mình là trung tâm và mọi giá trị phát xuất từ cái tôi của mình nó, nó không đến từ bên ngoài đến từ cái tôi của bản thân mình và, và 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 chúng ta đang hiện nay đang gánh chịu tất cả những cái hậu quả tiêu cực của cái khái niệm mà khai minh bắt đầu từ thế kỷ 18 đó ừ tức là trước đó thì uh, vì cái mục tiêu khai minh thì cái bản ngã này nó lại giúp cho người ta thoát ra khỏi hoặc uh, là những cái đêm uh, trường trung cổ nhưng rồi nhưng mà thật sự là cái đêm trường trung cổ lại là một cái lối sống là tập thể thành lại không có gặp vấn đề đó thí dụ như châu á đi họ không gặp vấn đề về chủ nghĩa cá nhân mãi cho đến gần đây tại văn hóa của, 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 của đông á của chúng ta đó là văn hóa tập thể tức là không có một cá thể độc lập bất kỳ một một cái con người nào đó hoặc là chồng hoặc là con hoặc là cha hoặc là cái gì đó của ai đó chứ 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 không có không có khái niệm cá thể độc lập con người là ngay trong siêu hình học của 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 châu á đó cũng là thiên địa nhân tức là con người là một cái giữa trung gian giữa trời và đất nó không có cá thể độc lập không có một cá thể đứng đứng đối diện với một thế giới khách quan theo kiểu phương tây chính vì vậy đó cái con người đó cái ứng xử họ phải khác nó phải dựa trên là nhân lễ nghĩa trí tín dựa trên những quan hệ chứ nó không dựa trên cái quyền lợi còn người phương tây là quyền lợi anh làm được gì cho tôi còn người phương đông á nó dựa trên mối quan hệ nó không phải là quyền lợi mà dựa trên lễ nghĩa nhân lễ nghĩa trí tính tức là một người đó không có đem lại cái lợi ích gì mà như ông thầy của mình chẳng hạn cái thì mình cũng phải đối xử với ông như một ông thầy ừ, nghe thầy vừa nói tới cái ý là à, vì ông ấy là ông thầy nên là mình sẽ có những sự tôn trọng và ừ, vân cho ông ấy bất kể ông ấy có có làm gì cho mình hay không trong cái một cái cuốn sách em mới đọc gần đây đó là The ego is the enemy tức là ừ, cái uh, bản, bản ngã, ngã là kẻ thù của chúng ta thì uh, nó có một cái ý đó là hãy trở thành một người học trò tức là người học trò như là một cái miếng bọt biển nó rất là dễ hấp thu tất cả những thứ xung quanh sau đó là nó sẽ chắt lọc lại để lấy những cái thứ tinh túy à, ông ấy ông tác giả thì ông ấy coi rằng là cái việc mà coi mình với tâm thế của một người học trò với cái cuộc sống này á, thì luôn luôn xung quanh sẽ có một cái người nào đó hoặc là một cái điều nào đó một cái tình huống nào đó nó dạy cho chúng ta một cái bài học nào đó Ừ. Có vẻ như là thầy cũng đang hơi nghiêng về cái triết học của Đông phương hơn khi mà coi con người là một phần trong cái mạng lưới ừ. hay vì coi con người là một phần độc lập à, so với những cái cá thể khác. Mình mình không chấp nhận cái triết học Đông phương một cách hoàn toàn rồi mình cho là nó xóa bỏ cá nhân luôn thì cũng là một điều tiêu cực khác. Nó làm cho bao nhiêu thế kỷ đó con người phương Đông không phát triển được. Giống như bị què quạt là bị cái áp lực của cô tập thể quá mạnh. Con người không thể tư duy độc lập được. Đó. bây giờ bất kỳ một người giáo viên nào mà người phương tây họ đến đây họ giảng dạy á họ đều nhận xét về, về, về về sinh viên việt nam là như vậy hết họ rất là thụ động thụ động không bao giờ hỏi hỏi thầy thầy nói gì cũng chấp nhận hết mà ok không phải tại vì người việt nam chúng ta không thông minh trái lại nhưng cái truyền thống đạo học tôn sư trọng đạo của việt nam quá mạnh nó giống như một cái vòng kim cô nó bóp chặt cái cái các phản ứng của sinh viên vậy đó quan quan điểm mình cho rằng là, ớ, cái người thầy và người trò phải là một cái đối tác cùng đồng hành trên, trên, con đường đi tìm sự thật mình cho rằng là cái người phương tây cũng sai lầm khi họ đề cao một cái chủ thể độc lập và có thể tự quyết đời mình mình cho là không bao giờ có con người nào vậy chúng ta đang sống trong một mạng lưới xã hội mát đã nói là con người là tổng thể các mối quan hệ xã hội điều đó vô cùng chính xác là chúng ta không thể thoát ly các ảnh hưởng của xã hội được thành ra mà khẳng định là tôi là một chủ thể độc lập và tôi thể tự quyết đời mình lấy tôi làm trung tâm đó thì mình cho quan niệm là quan niệm cực đoan và quan niệm là phá sản rồi phá sản nhưng mà cái quan điểm mà truyền thống của tư duy đông á mà tuyệt đối hóa vai trò của cộng đồng và tập thể đó cũng là quan niệm sai một quan niệm đúng là quan niệm phải cân bằng được hai quan niệm này dù cho dù là một mạng lưới xã hội thì những cái phần tử trong đó nó cũng phải có một vị trí độc lập tương đối nó không độc lập một cách tuyệt đối nhưng nó phải có một giá trị tương đối nào đó chứ bây giờ hãy sẵn sàng nó có gia đình đi thì cái khái niệm của đông á cho rằng người cha là người chủ tuyệt đối người cha mẹ đó bậc cha mẹ là còn đứa con chỉ tuyệt đối phục tùng và và phân lợi cha mẹ thôi quan điểm là sai nhưng kiểu phương tây đó, thì con cái là chống cha mẹ cãi nhau với cha mẹ hàng ngày thậm chí gọi nai báo cảnh sát khi mà 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 cha mẹ có tính cách là tao đánh mày bây giờ hay là có gì đó thì nó ba không đánh con được đâu Thì cảnh sát đến bắt ba thì nó quá đáng mình cho rằng cái 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 chủ nghĩa cá nhân đã dẫn tới tới cái tột cùng của sự phá sản và nếu nhà nước đến thì bạn biết chuyện gì xảy ra là họ sẽ bắt giam cái người cha bạo hành đó và cách ly hai cha con ra còn đứa con không được cha mẹ nuôi dưỡng nữa thì gửi vô cho xã hội nuôi thì thì đứa con cũng đâu được cái, nó, nó nó sống một cuộc đời rất là què quặt tại vì đáng lẽ được sống trong tình yêu thương của bố mẹ thì do cái chủ nghĩa cá nhân đã khuyến khích có những thái độ đề kháng với điều đó cho nó không được hưởng cái tình yêu thương đó và sống trong một môi trường rất là xa lạ và sau đó nó hối hận thì đã muộn rồi tức là cái quan điểm để đưa đến một cái điểm cân bằng đó, đó là cho những người cha hoặc là những người thầy mà có ví dụ có tính gia trưởng hoặc là cho mình là đúng thì giảm cái tôi xuống còn những người con hay là những người học trò thì lại tăng cái tôi lên một chút để cho họ trở nên gần như gần ngang hàng với nhau coi như nhau như đối tác như như mình nói lúc nãy á là khi mình nói rằng con người đó, đó là một phần tử trong một cái mạng lưới xã hội đó thì phải toàn bộ mạng lưới nó phải tác động mới được toàn bộ mạng lưới là từ báo chí nè ví dụ chúng ta đang làm hiện nay thay đổi là phải thay đổi mang cái tính thay đổi một cách đồng bộ là từ các phương tiện truyền thông cho tới, tới sách báo và gia đình nó phải hỗ trợ hợp tác với nhau trong một mạng lưới và tất cả chúng ta cùng xuất phát từ một cái hệ diễn ngôn đó thì khi đứa trẻ lớn lên trong hệ dưỡng ngôn đó thì nó sẽ thay đổi cái quan niệm hình ảnh về nó hình ảnh về nó là hình ảnh gì hình ảnh trong mối tương quan với các mối quan hệ xã hội khác nó được thay đổi nó được transform nó được biến đổi theo hướng tích cực hơn tích cực hơn theo nghĩa nào là 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 cái vai trò cái sự độc lập tương đối của nó đã được thừa nhận nhưng mà vai trò của tập thể sự giáo dục xung quanh nó các thầy cô các phương tiện truyền thông báo chí tất cả cũng phải hỗ trợ trong quá trình đó thì khi hai này nó tác động lẫn nhau thì nó mới có giá trị chứ chứ không không phải là một cái điều lý thuyết suông mình có thể nói cho một người nào đó mà cá nhân nó thì thì không có giá trị mấy dù là tôi sẽ thay đổi hay là uh, tôi là gia trưởng và tôi hứa cam kết tôi sẽ thay đổi mình cho là nó không có giá trị bền vững theo thầy thì cái bản ngã cái việc mà ý thức về bản ngã của mình nó có liên quan gì tới việc phát triển nhân cách của một con người chắc chắn chứ chắc chắn là, là phần lớn nếu mà không có những cái cuộc khủng hoảng khủng hoảng về mặt tinh thần đó thì chúng ta chẳng bao giờ nghĩ về điều đó nhưng mà sau khi có một cuộc khủng hoảng nào đó, một cuộc chia tay, một cuộc đổ vỡ trong một mối quan hệ thì chúng ta bắt đầu tự vấn bản thân mình mà cách đặt ở những câu hỏi là tại sao mình làm như vậy? Tại sao người ta nói mình vậy có đúng không? Cái người vợ cũ của mình nói mình vậy, con mình nó nói mình vậy đúng không? Ba là người không có trái tim. À, người vợ nói là anh là một con quái vật. Vân vân và vân vân. Thì có thật sự như vậy không? Chúng ta hãy coi những cái bộ phim Hàn Quốc có những cái chủ đề này gần đây những bộ phim Hàn Quốc rất xoáy sâu vào các chủ đề này nó mang có một cái tính cách triết học nào đó là một sự tự vấn về bản thân mình mình làm điều đó là 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 vì một cái đại nghĩa một cái một cái chính nghĩa nào đó nhưng mà người xung quanh không hiểu mình họ nghĩ mình là con quái vật khi mình có thể lạnh lùng là bắn chết một người khác hay là mình có thể đạp lên người khác để mình đi trong cuộc đời này thì liệu rằng là lúc đó những người trải qua những cuộc khủng hoảng mình tạm gọi là những cuộc khủng hoảng về mặt tinh thần đó về mặt đạo đức thì con người mới tự vấn thì mới ý thức bắt đầu mới đặt câu hỏi mình là ai mình từ đâu đến và tại sao mình có những hành động như vậy do đây là di truyền của bố mẹ mình hay do mình sống trong một cái xã hội thối nát như vậy đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy tất cả mọi người đều như vậy hết tại sao mình không làm như vậy ai cũng ham tiền cũng chạy theo đồng tiền mà thì thì mình ham tiền thì có gì là sai đâu thì là cái những cái ý thức về bản thân đó nó một cách nào đó mặc nhiên đó, nó lại liên kết với những cái giá trị mà chúng ta từ trước này vẫn chấp nhận trong xã hội tảng giá trị đó đã hình thành lên một cách âm thầm đó nó kiến tạo nó xây dựng rồi nó 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 nó, nó, nó tạo nên cái 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 tôi của mình ngày hôm nay thì phải có những cái giờ phút khủng hoảng như vậy trong cuộc đời đó chúng ta mới đặt cái dấu chấm hỏi vào những cái giá trị mà chúng ta đã chấp nhận một cách mặc nhiên từ trước đến nay như vậy là mình vẫn là đang làm tiền đấy thì cái việc mình chạy đủ trong tiền có thật sự là đúng mà mình kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì mà mình là ai mà lại cần nhiều tiền như vậy mà tại sao người ta nói mà mặt mình như vậy người ta nói mình là anh chỉ có tiền thôi, anh không có trí tuệ, anh chỉ là một thằng trọc phú, thì mình thấy rất là bị xúc phạm nhưng mình không hiểu là là mình làm có gì sai, trọc phú thì có gì là sai? Khi mà mình bị xúc phạm tức là mình đang lấy cái tôi của mình ra để nhìn vào bản thân mình tức lại là, đúng không? Tức là mình đang va chạm với một cái hệ giá trị khác mà mình không hề hay, hay biết cho tới giờ phút đó. Ví dụ cái giá trị mình theo đuổi từ đây là giá trị là vì tiền thôi, mình toàn là thấy tiền là bằng một cách là mình tham gia mua bất động sản rồi đấu giá chơi chứng khoán mọi thứ là vì tiền thì đột nhiên mình nghe một cái người bạn thân của mình nó họ nói mà mày với là thằng cọc Phú thôi mày chỉ có tiền nó đâu có gì khác thì tự nhiên mình mới cảm thấy bị bị xúc phạm một cái xúc phạm đó là mình phải suy nghĩ mình nói cái khác là cái gì ở đây tao nghĩ rằng là tiền là quan trọng nhất nó tất là anh nghĩ vậy thôi thì bắt đầu mình mới thấy rằng có một cái hệ giá trị khác nữa mà chúng ta bị va chạm giá trị đó mình cảm thấy tò mò vừa cảm thấy uất ức vừa cảm thấy bị tổn thương bọn tao bị tò mò là bọn ta tìm hiểu thì những, những, những cái người doanh nhân đó những người doanh nhân có tiền bạc như vậy mình có cơ hội gặp rất là nhiều và họ đều chia sẻ một cái điểm chung là họ muốn nói chuyện với mình về cái việc là nếu nếu, nếu em á, mà là một cái người ham tiền á thì điều đó có gì sai không tại thấy chung quanh ai cũng vậy hết mà cá nhân em thấy cũng không có gì sai nếu à, như không, mà đó, em làm một người thích <cười> tiền <cười> em thấy bình thường không có gì sai đâu thì thì lúc đó bắt buộc đó là chúng ta là phải bắt buộc đi dấn thân và phạm vi thứ nhất là phạm vi là thứ nhất là triết học mà cái điều đầu tiên triết học cần làm là mổ xẻ bản thân mình cái đã Mẫu xe bản thân mình cái giá trị mà mình mình chấp nhận từ bấy, bấy nhiêu nó từ đâu đến tất cả những giá trị chúng ta đang chấp nhận ngày hôm nay giá trị của phương tây người phương tây mới đặt ra vấn đề quyền và lợi thì chúng ta chỉ có quyền lợi quyền lợi của mình chứ không ai nghĩ tới cái trách nhiệm của mình đối với xã hội không ai đặt câu hỏi là trách nhiệm như cái câu nói rất nổi tiếng của cái ông tổng thống kennedy đó đừng hỏi là tổ quốc có làm đi làm điều cho bạn hay hỏi là bạn làm được gì cho tổ quốc cậu thành danh ngôn luôn á nhưng mà cái cái quá trình chuyển đổi đấy liệu nó có nguy hiểm không khi mà không có được những cái hướng dẫn rõ ràng từ những cái người đi trước? Ví dụ như là ở trong một công ty đi chẳng hạn, một công ty à, Việt Nam đi à, khi mà à, cấp trên nói gì cấp dưới sẽ phải nghe như thế vân vân. Thì à, nếu như mà à, mình cổ suý các bạn trở nên là chính mình hơn, có cái tôi hơn à, cho người ta thấy rằng là à, tôi không phải là À, tôi không phải là cái thực thể mà anh muốn tôi là mà tôi à, là chính tôi ví dụ như bạn ấy nóng tính này hoặc là bạn ấy ngổ ngáo chẳng hạn thì bạn ấy thể hiện những cái điều đó ra trước mặt mọi người thì nếu như mà nó quá lố như vậy thì họ cũng sẽ có thể nói rằng là à, tôi chỉ đang là chính mình thôi thì à, thầy nghĩ rằng là như vậy nó có nó có ảnh hưởng xấu không nó không phải là ảnh hưởng xấu mà quan niệm như vậy đó, nó là 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 nó là nó là một quan điểm kiến tạo một cái tôi sai lầm đó một sự biện minh cho cơn nóng giận của mình chứ mình không nghĩ có liên quan gì tới tới cái tôi hay các bạn ở chân chính gì ở đây cả thường thường là mà nếu có một nếu nếu giả định anh ấy có một cái tôi thì đó là một cái tôi rất là xấu xí một cái tôi không làm chủ được cái cơn giận của anh là một cái tôi rất là kém cỏi đâu hay ho gì để mà khoe cái tôi đó là mà tự nhận đâu mình cho rằng là khi mà mọi người trên mạng và trên các phương tiện truyền thông hiện nay thường có cái kiểu nói như vậy những câu nói rất là sai lầm nhưng mà nó trở thành nó trở thành huyền thoại huyền thoại theo cái nghĩa là nghe rất là đẹp nhưng thật sự là nó đặt cơ sở đến sự dối trá và sự không thấu hiểu bản chất của thực tại ví dụ như là ví dụ cái câu mình ghét nhất là cái câu là hãy cho đi rồi nhận lại đó rồi hãy sống trong chánh niệm cái câu nói là, là hãy trở thành chính mình đi thì trở mình chính mình là bằng cách nào mà chính mình là ai cái đã chứ tại vì sao như vậy tại vì cái cuộc sống ta nó biến đổi liên tục và nó tùy theo nhu cầu của mình tùy theo khát vọng của mình dù khát vọng của trường trở thành một ngôi sao điện ảnh Đúng không? Và cuối cùng thì trường không trở thành ngôi sao điện ảnh được. Thì đó là sự thất bại. Mà thất bại trong một khía cạnh là không trở thành ngôi sao điện ảnh. Chứ có thể th thường là thành công trong việc là nhà sản xuất phim chẳng hạn. Thì như vậy gọi trường là thất bại hay là thành công? Nó cũng rất là tương đối. Đúng không? Tại vì nếu nói mà sản xuất phim thì trường là thành công. Mà nói về diễn viên là trường là thất bại. Em em đồng ý với thầy ở cái ý thầy nói rằng là chúng ta có thể sẽ không biết bản thân mình là ai không Bởi biết. vì bản thân mình cũng thay đổi mỗi ngày Thay đổi? Như, bằng em bằng... nhớ có một lần trước thầy um, trao đổi với em, lâu lắm rồi, cái này không biết thầy có nhớ không Đó là um, thầy có nói rằng là cơ thể chúng ta biến đổi mỗi ngày, tư duy chúng ta biến đổi mỗi ngày Hàng triệu, hàng tỷ tế bào của chúng ta thay mới mỗi ngày Chúng Bài ta trở thành thôi, con người mới mỗi 7 ngày tháng thôi là mình thành ừ. người mới rồi Chính về, xác. về về mặt bậc học á. Vậy thì mình là ai khi mà mình thay đổi liên ừ. tục đúng không ạ? Vậy, vậy thì cái câu mà trở thành chính mình nó là vô lý. Tại tại trở về chính mình là người ta người ta giả định là phải có một cái cùng đích, một cái mô hình lý tưởng đã nằm chờ sẵn ở đâu đó. Một cái tôi lý tưởng, một cái tôi lý tưởng đã được đã được có sẵn rồi mình phải trở thành đúng cái tôi lý tưởng đó. Nhưng cái tôi lý tưởng đó là một sự huyễn hoặc mình đâu có biết cái tôi lý tưởng của mình là gì đâu, mình còn đang đi tìm kiếm mà cho nên đó, cái cuộc sống thú vị là điểm đó bởi vì nó không có hình ảnh cho sẵn nó không có một cái cùng đích cuối cùng nó được set up ở nằm ở một cái chặng đường nào đó mà tất cả đều mở ngõ đều open hết mà tất cả nó đều open theo cái nghĩa là mình hãy thử thách với cuộc sống thành ra nếu anh anh chàng nó thay vì là biện hộ cho cái tánh nóng nảy của mình á một cách một cách mà vô lý như vậy đó anh ta nên xin lỗi mọi người về sự nóng nảy đó và cam kết là anh ta sẽ làm chủ bản thân tốt hơn trong lần tới thay vì là phải đổ lỗi cho cái việc là đây là sự thể hiện cá tính của chính tôi mà nếu thật sự đó là cá tính thì anh thì thích anh một người quá thô lỗ và tôi không thể chấp nhận con người anh được đó nếu mà anh nói thế này thì hay hơn nè anh nói là tôi xin lỗi lần này tôi nóng giận nhưng tôi cam kết là tôi sẽ tránh cái này tức là tiềm năng còn có thể tránh được chứ còn nếu đã thừa nhận đó là tính của mình thì thôi chết rồi N nếu mà trường thừa nhận là là cái tánh tụi nó vậy đó thì thì thôi còn còn ai dám mà quan hệ mà mà giao giao du với trường nữa khi biết trường có tánh nóng nảy mỗi lần là ở cần nóng là đập bàn đập ghế như vậy nhưng mà trường nói rằng không đừng phải con người thật của tôi tại tôi còn chưa biết con người thật tôi nữa mà tương lai còn rất là phát triển à, ai biết được là, làm sao ta biết được cái tương lai của mình Rồi đi về đâu thành ra nói rằng là chúng ta phải phát triển chính mình nó là nó là nó đặt lên một cái giả định là mình đã biết trước cái mình đó đó cái chính mình nó là cái gì rồi để mình trở thành cái đó cái câu mà, mà cho đi trở lại của em còn vô lý nữa hãy cho đi để rồi được nhận lại ủa sao kỳ anh đã cho đi rồi mà anh còn hy vọng nhận lại nó là anh là thằng vô đạo đức rồi thì thôi thả đừng cho nữa anh giữ luôn nó phải chắc ăn hơn không Thí dụ như trường để nói mình là thầy dũng ơi thầy có một triệu đô không nó ủa làm gì vậy trường nó thầy đưa em đi rồi thầy sẽ được nhận lại nó ồ này không được rồi thôi chắc ăn mà giữ luôn chứ ăn mình đưa cho trường rất nhiều rủi ro có thể là mình không được nhận lại thì sao cái okay. đó là một lời khuyên mà người nói không phải cái này là một lời khuyên mang tính đạo đức của Phật giáo, tôi làm tin tính nhân quả, tức là mình mình giúp người đó mà, mình cứ cho đi đi với trái tim rộng mở, mình cứ cho đi đi, rồi sau mình còn nhận lại được nhiều hơn, không phải trong kiếp này thì trong kiếp kiếp sau mình cũng nhận được lại những cái phước đức nó đến với mình. Tôi nói nếu anh cắt nghĩa theo kiểu này là con người càng vô đạo đức hơn nữa. Là tôi cho đi với một động cơ tôi sẽ nhận lại được nhiều hơn là tôi là một thằng phú cùng là gian xảo rồi cái lòng thằng vô cùng là xấu xa rồi có vô trong chùa mà mà thấp có ba cây nhang mà, mà mà mà, xin quá trời luôn xin đủ thứ chuyện á, nào là xin đẻ con trai là nhà được bình an không bị covid nào là con vợ không có ngoại tình nào là tôi trúng số độc đắc mà thắp có ba cây nhang mà xin quá trời quá đất nhưng mà nói rằng anh là bản thân anh là một thằng quá tham lam mà đức tham lam rồi đức đầu tiên mà đức phật đó nói là chúng ta phải quả bỏ cái đó mới thành phật tử được tham sân si mà anh còn nguyên cái tham như vậy thì làm sao mà anh thành phật tử chỗ nào mà anh đến vô, vô chùa anh thắp nhang để mà anh anh lại phật anh yêu cầu những cái điều mà 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 bản thân đức phật là khuyên chúng ta phải từ bỏ Vậy chứ nếu như mà bây giờ chúng ta các business, các cái công ty họ vẫn có làm một điều đó là tặng quà này rồi để sau này sẽ rất là dễ để nhờ vả vân vân thì cái đấy thì thầy có nghĩ là nó nó đó là hối lộ không? có cái lễ nó khác cái lễ đó cái lễ là mình mình có thái độ trân trọng đối với người đó thì cái lễ nó mang tính biểu tượng mang tính biểu tượng chứ nó không mang tính giá trị vật chất thật thí dụ mình quý mình thấy ví dụ như là mình có một hai người mỹ Ông tên là David Echo, ông qua thăm mình, ông người hướng dẫn đồ ăn tiến sĩ của mình, hồi mình học ở Boston. Ông qua đây mình dẫn ông đi chơi, cái ông ông, ông nói bây giờ thế này là tao phải đi mua một cái một cái tao đến Việt Nam thì tao phải mua một cái món quà để tao tặng cho vợ tao khi tao quay về Mỹ. Thì cuối cùng ông đi cả một ngày trời như vậy mình tưởng ông lựa được món gì là quý giá lắm. Ông lựa một cái khăn hoàng rất là rẻ tiền, đóng hộp để mang về cho vợ. Mình hơi sững sờ một chút là đi cả một ngày trời tưởng gì lựa có một cái khăn hoàng nhưng mình nghĩ lại là đối với cái người chân thật á, họ cho rằng cái món quà chỉ để thể hiện cái tình cảm mà tôi gói ghém trong đó. Tôi đã đi rất là xa tới đến nước Việt Nam. Mà tôi đã tìm cả ngày mới tìm được mà tôi nghĩ hy vọng là cái món cái khăn hoàng cổ này nó em em đeo em thích. Và cái giá trị nó tinh thần chứ không phải vật chất. Còn người Việt Nam mình nó là mong muốn là vật chất phải là vàng, kim cương, hột xoàn những thứ vật chất. Và điều đó nó làm nó làm nó làm cái mối quan hệ tình cảm thành mối quan hệ tài chính quan hệ kinh tế chứ không không phải là tình cảm còn tình cảm là mình nghĩ tới trường mà đi khi đó mình thì mình tặng cho trường một cái món gì đó nó kỷ niệm ở tây tạng hay ở mông cổ mang về món này rất lạ nha cái này rất lạ nó rất là rẻ tiền nó, nó như chỉ nói một điều là mình có nghĩ tới trường vào giờ phút đó và điều sự quý giá là chỗ tình cảm mình dành cho trường đó chứ phải giá trị của cái tự thân của món này nó có giá trị kinh tế trường cầm lên nó ừ, cái này bán nhiêu điêu nhiêu thầy <cười> <cười> em nói hai đô rồi em em gửi lại thầy <laughs> em tưởng 200 đô nhưng có hai đô tức, tức là trường đã 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 khạc nhổ lên cái tình cảm mình dành cho trường khi đánh giá nó bằng những cái thước đo về kinh tế Trong khi cái tình cảm mình rất là là sâu sắc mình nhớ tới một người ở phương xa mình mua một món để tặng để, để đang ở trên đỉnh núi huy mà lạp sơn nhưng mình nhớ đến một con người nào đó mình mang em rất là thích cái suy nghĩ về việc là khi mà mình tặng ai đó À, nó chứng tỏ mình, mình nhớ, đó nhớ đó. họ. Nãy giờ thì uh, hai cái ý mà thầy phản biện về những cái uh, câu uh, châm ngôn cho giới trẻ hiện tại cũng rất là thú vị. Uh, thế còn một cái câu nữa thì em uh, rất là muốn nghe đó là thầy nói rằng là hãy sống trong chánh niệm. Chánh niệm là một khái niệm của Phật giáo. Đó là một phương tiện tu tập và người ta hiểu nôm na, nôm na tức là sai đó. Rằng là chánh niệm á là tư duy đúng đắn, tránh là đúng niệm là suy nghĩ chánh niệm đúng là sống chánh niệm là mình sống đúng đắn thì cho dù câu đó là như vậy nữa mình cũng hỏi là những người nói câu đó là theo anh thế nào là tư duy đúng đắn nhưng mà trước đây thì em lại tưởng là chánh niệm đó là mình tỉnh thức mình sống trong hiện tại mình chú tâm vào những thứ mình đang làm chứ đó, là đó. hết oh. chánh niệm theo Phật giáo đó, nó nằm trong bát chánh đạo đó bắt đầu là Đức Phật dạy là Đức Phật dạy là là bốn chân lý cao cả là là khổ tập diệt đạo thì chữ đạo đó là bát chánh đạo đó hiểu đạo là một con đường đi tám nhánh cuộc đầu tiên là mình phải có mình đầu tiên phải có chánh kiến cái chánh kiến đó mới là mới là giống như mình nghĩa là chánh kiến là quan điểm đúng đắn đó kiến là nhìn tức là quan điểm thì chánh kiến là quan điểm đúng đắn và quan điểm đúng đắn này có nghĩa là gì là chúng ta biết là bản chất cuộc đời là đau khổ là vô thường chứ không phải quan điểm đúng đắn về mặt chính trị mình phải quan điểm đúng đắn về cuộc đời nói chung thì cũng thì đức phật coi cũng là sai luôn chúng là nó nằm trong bộ khung tư duy của phật giáo Nhân nên tránh kiến là chúng ta phải nhìn cuộc đời đúng như nó là mà cuộc đời đúng như nó là theo Phật giáo là ban bản chất vô thường thay đổi liên tục và nó là cuộc bản chất cuộc sống là đau khổ rồi cái 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 tính thứ hai của nó là chúng ta qua tránh tư duy mọi người tưởng tư duy là tư duy phải trong trong danh từ và tiếng Hán ngữ của Phật giáo đó thì tránh tư duy có nghĩa là có nghĩa là nguyện vọng đúng đắn thì có nguyện vọng là nguyện vọng thoát ly khỏi cuộc sống đau khổ này để vào niết bàn thì nguyên vọng này mới đúng đắn chứ nguyên vọng làm giàu là thấy đặc đất Nguyên vọng học giỏi là 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 sai hết cái lấy thứ ba đó là chúng ta tránh ngữ tránh ngữ là là lời lẽ đúng đắn tức là là liên quan tới kỹ năng giao tiếp tức bạn là mùi đi tu đó thì bạn phải nói năng hòa nhã không có nói nói dối người khác không đông học không có dùng những lời lẽ làm người khác bị đau khổ không làm người khác bị tổn thương đó rồi cái thứ tư đó, bạn phải đến giai đoạn là bạn phải tránh nghiệp tránh nghiệp là nghiệp là hành động hành động đúng đắn hành động đúng đắn đây có nghĩa là chúng ta chúng ta phải có những cái hành động giúp đỡ người khác chứ không có hành động làm hại người khác theo cái nghĩa là chúng ta làm việc thiện không làm những hành động tà rồi chúng ta đến tránh mạng tránh mạng là cái cuộc sinh sống trong cuộc sống mình có tránh mạng á cái huệ mạng của mình phải được bảo tồn cái là chúng ta không có 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 tham gia những nghề nghiệp mà mang tính sát sinh nhân tính mà như vậy đó nó có từ đó xong mới đi tới cái gọi là tránh tinh tấn là phải cố gắng liên tục tinh tấn là cố gắng mà cuối cùng á tinh tấn mới đến chánh niệm thì chánh niệm là gì chánh niệm là chúng ta phải quán tứ niệm xứ đó là bốn cái cách quán trong trong tu tập phật giáo đó là một phép tu hành thiền định chứ nó không phải là nó không phải là tư duy đúng đắn mà chánh niệm là chúng ta phải phải có có quán tứ niệm xứ là có bốn loại quán như là quán thân bất tịnh quán thân bất tịnh là mình phải quán cái thân mình là dơ giấy khi mình thực hành tứ niệm xứ thì gọi là chánh niệm mà chánh niệm kết quả chánh niệm đặt tới chánh định là cuối cùng thứ tám chánh niệm là thứ bảy và chánh định là thứ tám là kết quả cuối cùng, mà tôi có là ha đọc lại này luôn nha Chánh kiến nè tránh tư duy nè tránh ngữ nè chánh nghiệp nè chánh mạng nè tránh tinh tấn nè rồi tránh chánh niệm và cuối cùng là chánh định chứ nó không có liên quan một chút xíu nào đến tư duy đúng đắn mà thậm chí mình tư duy đúng đắn rồi mình hỏi luôn đó là tư duy theo anh là cái gì ở đời này muôn cách kiểu tư duy tư duy cộng hòa tư duy chủ tư duy được hỗ trợ người khác tư duy ít kỹ lấy cái tôi làm trung tâm thì tư duy nào đúng trong cái hoàn cảnh thì nó đúng mà rời khỏi hoàn cảnh đó là sai ok thí dụ như bây giờ là 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 đây là ví dụ trong nho giáo nè nho giáo nói là nam nữ thủ thủ bất thân ok thì, thì 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 học trò nó mới hỏi nó hỏi mạnh tử nó hỏi là bây giờ chị dâu á là, té xuống nước á à, thì em chồng có nên ôm chị dâu kéo lên không tại thủ thủ bất thân mà mà chị dâu nữa lễ nghĩa đụng vô mà đụng vô chị dâu là đã sai lầm rồi đúng vô chị dâu là sai lắm chị, chị lộn cổ xuống tay xuống nước mà cái thằng em chồng ngồi trên trên cái thuyền có nên lôi ôm chị dâu lên kéo lên rồi làm hô hấp nhân tạo không ok đây là sai bất lễ không có lễ trời ơi em chồng mà dám ôm chị dâu vô người rồi còn làm hô hấp nhân tạo cpr nữa chứ oh. wow ok quá bất lễ luôn thì bạn tử đó là đó là chấp kinh phải biết tầm quyền chấp kinh kinh là những nguyên tắc cố định nhưng quyền là những hoàn cảnh cụ thể linh động cần phải quyền phải quyền biến nó anh đang cứu mạng người thì cái kia không còn quan trọng nữa, bây giờ cứu được sinh mạng mới là quan trọng. Nhưng mà bây giờ nếu mà quay trở lại cái um, cái liên quan tới bản ngã cái tôi này ừ. thì rất là nhiều những người tu tập họ muốn xóa, muốn diệt đi cái bản ngã của mình để vào trong cái gọi là vô ngã, tức là họ không còn cái tôi nữa, họ um, chỉ còn cái gọi là true self ạ. Mình có viết bài trả lời một giáo sư triết học đang dạy trường học mình có giáo viết một cái bài luôn đăng báo để trả lời là khái niệm vô ngã là gì cái vô ngã Đức Phật á Ngài không có ý nói rằng mình không có cái tôi thường nghiệm mình không có cái tôi không có những ngài ngài không nói chuyện đó cái tôi thường nghiệm những hình ảnh của mình và chính mình đó là chuyện bình thường ngài không có phủ nhận chuyện đó ngài chỉ muốn nói rằng là cái cái ngã mà ngài mà ngài mà phê bình đây là cái ngã theo truyền thống Ấn Độ giáo gọi là Atman thì trong truyền thống Ấn Độ giáo đó đặc biệt là truyền thống của của triết học yoga đó thì người người Ấn Độ cho rằng là mình có một cái Atman tồn tại trong bản thân mình đó và cái atman này á đáng lẽ về mặt tiềm năng nó được kết hợp với cái brahman là cái thực thể tuyệt đối ở bên ngoài ở bên ngoài mình là vũ trụ á. thì cái việc mà tu tập yoga á, khi nằm cái tiểu ngã là cái atman bên trong á nó được phối hợp với cái brahman là cái đại ngã bên ngoài mình á thì lúc đó là mình đã hòa đồng với vũ trụ luôn mình trở thành chính vũ trụ này thông qua quá trình là mình phải khai mở được Vì cái nhưng mà trong cuộc sống chúng ta đó qua quá trình luân hồi đó cái nào luân hồi là của ấn độ giáo không phải là của phật giáo trong cái, trong cái quá trình đó thì chúng ta có bảy có bảy cái luân xa nó từ ở cái đốt xương cột cuối cùng lên tới đỉnh đầu thì bảy luân xa này nó là những cái trung tâm về năng lực đó mà khi mình giải phóng những cái trung tâm lực đó thì mình càng lúc mình càng được hòa đồng hơn với vũ trụ cái bộ phim mà Lucy á của Pháp là nó thể hiện cái quan điểm này của yoga thì cái Atma nó nó bị nó giống như nó bị gió nó, nó giống như nó bị trói trong một cái nhà tù mà có bảy bảy cái khóa khi cái, từng cái khóa này nó mở mở dần tới khóa cuối cùng thì khi khóa cuối cùng nó được bật mở ra thì nó được hòa đồng với vớiプラグマン ở bên ngoài nữa thì đó là kết quả sự thành tựu của việc tu chứng kết quả cuối cùng thì 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 Đức Phật nói cái quan điểm đó là sai không có cái atman nào trong người anh hết á tất cả là ảo giác đó là sự vô minh là mình ảo giác ra thôi chứ không có cái atman thì Đức Phật phê bình cái quan điểm ngã của truyền thống Ấn Độ giáo Chứ Ngài không có phê bình cái ngã chung chung hiểu Nhưng mà nghĩ là không có cái tôi. Tức là việc mà có cái tôi thường nghiệm là chuyện bình thường. Là bình thường. Là mình có một cái tôi như là, là trường phải có một cái một cái hình ảnh về chính mình chứ. Là mình là tên là trường, mình sinh ở đâu đó, mình là người Huế, mình là người Trung, mình học ở trường trung học đó, mình học từ đại học đó. Đó là cái hình ảnh đó là gọi là cái tôi thường nghiệm. Nó được kiến tạo lên bởi cái kinh nghiệm tiếp xúc của mình. Thế giới nội tâm của mình khi tiếp xúc ngoại giới, nó phải, nó hình thành lên cái ngoại giới nó gọi dù nó gọi trường mà mấy người bạn nếu mà có nhiều người gọi trường là đẹp trai đó thì trường sẽ có hình ảnh đẹp trai về chính mình Vậy thì với một cái người bình thường muốn phát triển chính mình muốn trở nên tốt hơn thì việc mà có cái tôi là bình thường còn việc cái là cái hình ảnh Một cái hình ảnh về 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 bản thân mình còn cái việc mà hòa hòa mình vào với vũ trụ hay này nọ thì thầy thấy đó có phải là một cái nhu cầu không nó có thực sự cần thiết cái nhu cầu đó bắt bắt nguồn đến từ từ ấn độ và nó nó mang cái tính tính tâm linh thì đó là một cái đề tài tài khác đó. nhưng mà mình cho rằng là cái nhu cầu tâm linh là một nhu cầu có thật cái nhu cầu tâm linh là một nhu cầu có thật là nhu cầu vươn lên vươn lên và nó 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 tách rời khỏi cái tôi của mình cái tôi của mình đó, nó nó phát triển có một quá trình nhất định như là chẳng hạn như theo Ken Wilber một triết gia nổi tiếng của Mỹ đó thì nó cũng đã qua chín quá trình đó cả thì khi mình trải qua chín quá trình đó thì chúng ta mới hoàn toàn là được Là mới trở thành một cái tôi đích thực mà cái tôi đích thực đó thì không còn là cái tôi nữa. Một cái tôi đích thực á là nó đã trở thành tinh thần tuyệt đối rồi. Và nó hiểu rõ chính bản thân nó là ai. Cho nên mà nói, ví dụ như chúng ta hình dung ha cái cái cấu trúc tinh thần của chúng ta, tạm gọi là cái ngã đi, cấu trúc tinh thần của mình đi, là một cái tòa nhà ba tầng. Có một cái tầng hầm, một cái basement ở dưới này. Cái nơi mình ở là tầng thứ hai. Và trên là sân thượng hóng mát. Mình thường lên sân thượng để mình hóng mát và mình ngồi thiền hoặc là mình nghe nhạc. Lúc mà mình cái bận rộn mà để mình để giải stress, cái ok thì, thì, thì cái, cái, cái phần tầng hầm nó rất quan trọng là cái tầng nền tảng nền tảng đó là những cái dục vọng đen tối nó vẫn nằm ở đó ok thì mình mình là người sống trong đời sống bình thường của mình cái tâm lý của mình cái bản ngã bình thường cái tôi thường thì mình sống ở tầng thứ hai là đi làm và giao dịch ở trường đó hả ờ, chào hạnh chào nga rồi chào khánh rồi tất cả những gì đó là mình đang sống ở tầng thứ hai nhưng mà cái mục đích cuộc sống của ta là phải đi lên tầng trên thì sự phát triển tinh thần phải lên tầng. thì mình lên tầng trên cũng vậy có những lúc nào đó mình phải bỏ cái tầng hai để đi lên cái tầng trên đó để mình nhìn thấy một bầu trời cao rộng một thế giới rộng mở trước mắt mình mình rất là nhỏ bé trong một cái thế giới rất rộng rãi bao la còn nhiều giá trị khác đang chờ đón mình ở phương xa kia là mặt trời sắp mọc và ánh sáng sắp lan tỏa khắp bầu trời này nhưng ở mãi trong tầng thứ hai thì không nhìn thấy ánh sáng đó mình thấy những ánh sáng điện trong nhà bật đèn lên điện máy lạnh rồi mình thấy những cái thứ mà nhân tạo mình đã tạo ra mình sống thế giới đó thì cái cái cứu cánh của con người phải lên tới tầng thứ ba là chúng ta mới thật sự mới nhìn thấy những giá trị thật sự và khi mình vượt lên tầng đó mình vẫn không phủ nhận hai tầng dưới điều đặc biệt ở đó mình không có châm lửa đốt luôn cái tầng thứ hai hay là đốt tầng thứ ba nọ tại tầng thứ ba là nền tảng đó là dục vọng là ý chí là bản năng của chúng ta nó có nó 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 có cuộc sống hơn mấy triệu năm còn cái trí tuệ mình nó nằm tầng tên nó mới chỉ có mấy chục ngàn năm gần đây mà thôi cho nên đó, khi mình vượt lên cao mình mới thấy cái giá trị của nó mình vượt qua nó nhưng mình không thủ tiêu nó. Nhưng mà như vậy thì nó có phải là uh, vô ngã chưa? Tức là mình đang hòa mình với tất cả mọi thứ mình chấp nhận rằng là lúc nó đó, có xuất hiện. Lúc đó cái ngôn uh, từ nó không còn quá trị nữa. Muốn dùng từ gì cũng được, cũng như một khi mà chúng ta chúng ta giác ngộ tạm gọi mượn một cái từ của Phật giáo đại thừa, khi mà giác ngộ đó thì mình thấy núi lại là núi mà sông lại là sông và đâu lại vào đó như cũ. Trước khi đi tu đó trước khi giác ngộ đó, còn lúc mà vô minh đó thì núi là núi mà sông là sông, Và khi bắt đầu đi tu rồi thì núi không còn là núi mà sông không còn là sông, nhưng mà giác ngộ xong thì núi lại là núi mà sông lại là sông. Vâng, rất là cảm ơn thầy vì những chia sẻ rất là cảm quý báu à. vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của uh, tiến sĩ Dương Ngọc Dũng về uh, bản ngã và cách ứng dụng uh, bản ngã trong việc phát triển nhân cách của con người và nếu như mà quý vị và các bạn cảm thấy rằng là những nội dung của chúng tôi có ích thì các bạn có thể ủng hộ bằng việc là like, uh, subscribe trên các nền tảng podcast khác và chia sẻ cho những người xung quanh để tri thức và hiểu biết được lan tỏa. Uh, sự động viên của tất cả quý vị và các bạn là một nguồn động lực lớn lao cho những người làm chương trình như chúng tôi. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau em cảm ơn thầy rất là nhiều thầy, cảm ơn trường xin cảm ơn tất cả sự quan tâm theo dõi của các bạn